Hôm qua là cả gia đình tôi đi chơi, thấy một con chim nằm ở giữa cánh đồng. Gia đình tôi bắt được và thấy là cho dân họ đến coi, đến xem. Cho nên là nhiều người họ cũng trả mua nhưng tôi không bán. Tôi cũng chưa biết con chim gì, cho nên nhờ cơ quan chức năng là xác định cho tôi có thể con chim này thuộc loài giống của họ chim nào. Để trao trả này về môi trường tự nhiên cho nó tiếp tục được sống ạ.